Đây là sản phẩm lược điện Nova nha, dùng để làm cúp tóc, xoăn tóc, bấm tóc và duỗi tóc. Thì cái này giá mình bán là 175.000, nhưng mà hiện tại mình chỉ còn sót ở trong kho hai cái này thôi, do lý do là cái hộp nó hơi bẹp, nó hơi xấu cái hộp xíu á, cho nên là mình sẽ sale rẻ nha, sale lỗ vốn hai máy này. Thì hai máy này có 3 chức năng, đầu tiên là chức năng để làm cúp tóc hoặc là xoăn tóc nè. Khi mà các bạn bình thường mình chải nó sẽ cúp hoặc là xoăn nha. Thì ở đây là nút strike, là nút thẳng, thì khi mình ấn vào đây thì bạn dở lên nó sẽ là cái máy bấm tóc như vậy, và khi mà bạn xoay bên đây bấm vào cái nút này thì nó sẽ là cái máy duỗi tóc nha. Máy sử dụng nhiệt độ là 101 hoặc là 220 đều dùng được nha.